7 cây đơn giản, let's go, 6 giờ thiếu. Với dân phường 37 cây là khá. 37 cây là đơn giản. Hai anh em đến ở đây là trời nó khá là tối, 6 giờ thiếu rồi. Đi đường Trường Sơn Đông, 6 giờ tối cũng là một cái gọi là cái mạo hiểm của hai anh em ấy. Nhưng mà đây là điều khác biệt các bạn nha. Đường Trường Sơn Đông, hầm Hiệp Hòa, km 36 cộng 300. Rồi, ok. Dài 240 mấy mét. Rồi. Đi thôi. Chân trống, chân trống. Bật đèn, bật đèn. Rồi, chuẩn bị có cầu Hiệp Hòa. Hòa Hiệp Hòa, Hòa Hiệp. Mình có bật đèn lên các bạn. Wow. Đứng ở bên kia nói chuyện mà bên này nó vọ, bên này cũng nghe được luôn á. Đường này rất là ít người đi lại, chứ nói chung là ít lắm. Chỉ dân phượt và một số người dân địa phương ở đây thôi. Thôi sau này nghe mấy anh đi chơi ở đây à? Bác vọng ngủ à anh? Bác vọng ngủ hồi tối đâu, tôi giờ đi về. À, vậy hả? Các anh làm gì đây à? Đi làm ong. À, đi làm ong, à rồi, vui nhỉ. Ở trong này thì quá kín đáo. Anh cũng đi làm ong luôn à? À, anh đi làm keo, à rồi, 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 rồi. Sao không kiếm xì rượu uống? Uống hết rồi à? Ôi, sao buồn thế? Đừng có xì, em xin xì uống. Nói đùa đấy, em còn chảy nữa nên không uống được. Ngủ lại đây hả? Anh đi làm ong, còn anh bên này làm keo. Anh có ngủ đây không? Ngủ đây luôn à? Ngủ đây hay á. Ừ, tuyệt vời đấy nhỉ. Đó, mình cũng ngủ lại đây à. Bọn em cũng có vóng trong này nè. Thôi, bye bye các anh nhá. Chúc các anh bye bye anh nhá. Chúc các anh gặp nhiều may mắn nhá. Rồi, chào anh, bye bye. Wow, qua yêu cầu rồi. Đây, mình ra đây mình quay thêm một đoạn này này cho mọi người xem. Đây, đây là khi mà qua cái đêm bên này rồi nhá. Thì bên này, cơ bên này là có một cái bát nhang này. Sợ thế, sẽ là thờ phụng các anh hùng liệt sĩ ở đây. Hoặc là các thần sông, thần núi gì đó. Ok các bạn. Rồi đi thôi. Mấy anh đi làm keo rồi nuôi ong ở đây ngủ vui mà. Chỗ này thì khá kín đáo. Wow, ôi. Ngoài đây là một cái cảnh tượng kinh thật. Các bạn ơi, nhìn này. Quá chà 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 chà. Hùng vĩ nhỉ. Ơn thế. Đẹp thế nhỉ. Thực ra là khi khi có đủ lòng dũng cảm, đủ dũng khí thì chúng ta cũng có thể ngủ ở kia được. Đối với dân phượt như Hiếu với anh Trung thì có đủ thoát thì ngủ ở kia được. Nhưng mà thôi anh em chạy ra thành Mỹ nghỉ ngơi để mai còn tiếp tục cuộc hành trình các bạn ạ. Các bạn anh em chạy xe cả ngày rồi, người cũng dơ dáy rồi. Mưa có, nắng có, dầm mưa có, dầm nắng có rồi. Về nghỉ ngơi thôi các bạn. Ôi. Anh em rất tiếc là đi trong một cái điều kiện đó là trời nhá nhem tối đấy. 5:40 rồi. Nhưng mà nó lại rất là hay được cái chỗ là trời tối như thế này thì lại có sương mù. Các bạn thấy chưa? Trên đỉnh núi nó sẽ tạo lên sương mù vì lạnh mà, chỗ này lạnh lắm. Đó, vẫn có xe, cái này xe khách các bạn nhé. Nói chung là có sương mù để chúng ta quay cho nó đẹp hơn. Mặc dù là tối thì cái GoPro quay thiếu ánh sáng nó cũng hơi kém các bạn ạ. Các bạn xem cố gắng nghe. Ok đi nào, Thạch Mỹ thằng Tiến.
nó bay vào mặt. Mình nhấn nhầm số. Wow, đây là địa phận của Nông Sơn. Địa phận của Nông Sơn các bạn. Địa phận của Nông Sơn, kính chào quý khách. Nông Sơn, Quảng Nam. Qua Nông Sơn là chúng ta sẽ đến Thạch Mỹ. Đi quay lại là đến Hiệp Đức đấy. Hiệp Đức. Hòa, Hiệp Hòa chứ nhầm, Hiệp Hòa. Đi quay lại là đến Hiệp Đức. Cầu Hiệp Hòa, hầm Hiệp Hòa. Ngủ ở đây các bạn ạ. Đặc thù của đường Trường Sơn Đông nó là mìn nhá, mìn nhiều lắm luôn. Hình như bò họ thỏ rong ở đây luôn, không về luôn này. Wow, bò là họ thả rong rồi ngủ ở đường luôn đó các bạn ạ. Không mang về luôn đâu. Có khi là cả tuần hay tháng họ phải đi thăm bò ấy. Bây giờ là đang còn ngủ ở đó, kìm cho ngủ thôi. Đặc thù của đường Trường Sơn Đông nó là mìn. Mìn là phân bò đấy các bạn ạ. Phân bò ấy, nhiều lắm. Từ lúc đến giờ mình đi tốc độ cao, mình né, tránh liên tục. Đấy. Thạch Mỹ nào, thẳng tiến Thạch Mỹ các bạn ơi. Thạch Mỹ Quảng Nam. 28 km nữa là chúng ta sẽ kết thúc đường Trường Sơn Đông. Theo mình dự đoán là đó sẽ nối ra quốc lộ 1A. Tại vì sao? Mình không có tìm hiểu trước trên mạng đâu các bạn ạ. Mình không muốn tìm hiểu trước để cho nó hồi hộp các bạn. Chứ còn nếu tìm hiểu trước là điểm kết thúc chỗ nào, điểm bắt đầu chỗ nào, như thế nào thì nó không có, nó không làm hiếu hào hứng đâu. Như vậy thì hiếu chán lắm. Hiếu muốn cái gì nó phải khám phá, không tìm hiểu. Đi đến đâu hỏi thăm đến đó. Đấy, hiếu là như vậy đấy. Kể cả Hiếu đi Hà Giang, Sapa cũng vậy. Hiếu đi đến đâu, Hiếu lên Google, Hiếu xem. Hoặc là đồ chứ Hiếu không ít khi tìm hiểu trước. Tại vì để cho mình nó kiểu như máu lửa hơn nữa ấy. Nên là cái đường Trần Đông mình cũng đang hồi hộp xem điểm kết thúc nó sẽ như thế nào. Theo mình thì nó sẽ nối vào quốc lộ 1A ở đoạn Thạch Mỹ đó. Còn không biết như thế nào các bạn nhỉ. Các bạn xem hết video nha các bạn nhá. Mấy bé học trời ơi, mình quay lại xem. Trong này mà không có đèn, không có điện à ta? Phải có điện chứ nhỉ? Sợ tội mà, hay là mất điện. Mấy bé học mà vẫn phải đội đèn pin học, ngồi học này. Tội thế. Có điện chứ nhỉ? Chắc là hôm nay bị mất điện. Đấy, nhà bên này thì có sao mất điện các bạn ạ? Nhà bên cũng không có luôn. Sao là mất điện thôi. Họ mình tưởng là chỗ này nào đấy các bạn ạ, mất điện à? Do mất điện đây, trên kia mình phải có điện rồi đấy, bên trên đây là mình phải có điện, còn chỗ kia thì chắc là mất điện. Đoạn này đang sửa ở phía thôn ven đường. Đây là km thứ 27 rồi các bạn. Ok, đi thôi. Thạch Mỹ, khu công nghiệp mới Đà Lạt, Nông Sơn. Đi thẳng là sẽ tới Thạch Mỹ. Thì giờ thằng này chúng ta sẽ đến Nông Sơn. Hai bạn Thơm Phức. Hai bạn nước hoa Thơm Phức, đùi trắng phóc.
Vợ mà nghe được thì tôi xong, là sau vỡ quay hàm khỏi đi đâu. Đúng thật sự những bản làng ở dưới này thì không có điện rồi các bạn ạ. Đó, những bản làng ở này thì không có điện rồi, chứng tỏ là chỗ khu vực này hình như là không có điện thì sao các bạn ạ. Còn cái nhà nào mà có máy phát điện á thì nó sáng hay sao ấy, hay là chỗ này mất điện rồi. Chẳng lẽ thời buổi này mà đang còn không có điện này các bạn. Còn cái nhà dưới cái con cái ngồi học cũng hay là làm và đang nấu ăn đồ thì cũng không có, cũng dùng bằng cái đèn pin đấy, đèn pin đổi đầu. Nên mình nghĩ là chắc là mất điện thôi chứ làm gì đến cái vùng này mà lại không có điện mọi người. Chắc không có đâu chứ. Ok. Anh em ơi, không biết là mọi dân phượt thì có giống anh em Hiếu không nhỉ? Có giống Hiếu và anh Trung Ba không? Đi chinh phục điểm đường Trường Sơn Đông mà đi chinh phục bán đêm các bạn này. Đấy, 6 giờ tối rồi. Đây là những km gần như cuối cùng của đường Trường Sơn Đông, nhưng mà lại đi ban đêm các bạn nhá. Giờ này là một mình ta chúng ta. Quay lên thì không biết là các bạn xem có rõ nét hay không, nhưng mà ngoài đời, đường là ngoài đời thật là tối rồi đó các bạn ạ, tối rồi đó. Cái đèn xe của mình thì có thể quay lên nó không được các bạn thấy nó mờ tối, nhưng thực ra là nó lại rất là sáng. Đấy, nó điều nó rất hay, nó lại rất là sáng các bạn nhá, đèn led mà sáng lắm. Nhưng mà khi quay vào thì nó lại tối các bạn ạ. Như cái đèn sáng đó, nó quay vào nó tối. Kiểu là như vậy á. Đó, anh em đi chinh phục đường Trường Sơn Đông đi ban đêm các bạn. Nên là bây giờ là quay lên cũng không thấy cảnh gì này, chỉ thấy đường là đường thôi các bạn ơi. Đó. Với ta luôn mọi người ơi, đường Trường Sơn Đông về đêm nổi khiếp sợ của các dân phượt thủ, mà cũng chẳng có phượt thủ nào để đi như thế này, chỉ có Hiếu vật vờ thôi anh em ơi, chỉ có Hiếu vật vờ. 6:10 tối không một bóng người. Những cảm giác ớn lạnh trong người, toát mồ hôi hột, lối ra gà tối om. Thạch mỹ còn khoảng 20 cây nữa, 18, 19, 20 cây nữa. Khu vực này bắt đầu có nhà rồi các bạn ạ. Khu vực này bắt đầu có nhà rồi nhá. Chỉ cần cách Thạch Mỹ khoảng 2 cây nữa thôi. Khu vực này đã có đèn điện này, đèn điện này, nhà ở này, điện đường này, hoành tráng rồi. Khu bảo vệ gì đó, quá trăm mìn. Không để ý, lúc nào con bò phải nó nằm. Lách. Buồn cười quá. Vực này đã có đèn điện đường rồi. Quay xe để đây xe máy. Người dân này có đèn điện này. Đấy, chỗ này là hết. Đường dốc quanh co liên tục. Wow. Đây khu bảo vệ, mình nghĩ đây sẽ nào, đây sẽ là điểm cột mốc số 0 rồi các bạn ạ. Đây là km số 1 của đường Trường Sơn Đông. Thạch Mỹ còn 1 km nữa, đường Trường Sơn Đông còn 1 km. Ôi ôm luôn, có thấy mặt anh Trung đâu. Cái điều thú vị của anh em là đi chinh phục đường Trường Sơn Đông là nắng có, mưa có, mưa to có, âm u có, mà tối lại cũng có luôn. Đi 50 km đường rừng luôn các bạn nhá. Đây là điểm
km số 1 của đường Trường Sơn Đông các bạn ạ. Đây là cột mốc đầu tiên nhá. Anh quay cho em một xí nào. Hiếu đã làm được các bạn ạ. Rồi, cột mốc đầu tiên. Đi dép nhá. Mưa quá. Đây là Trường Sơn Đông km số 1. Thạch Mỹ 1 km. Đây là điểm km đầu tiên. Điểm đầu tiên của đường Trường Sơn Đông các bạn. Và kết thúc ở Đà Lạt các bạn nhá. Vậy là Hiếu đã hoàn thành xong chinh phục đường Trường Sơn Đông các bạn. Kilo số 1. Số 1. Không có km số 0 các bạn nhá. Đây là km số 1. Anh, như vậy thì đi về kia 1 km nó sẽ nối vào đâu? Quốc lộ đường Hồ Chí Minh. Đường Hồ Chí Minh. Ừ. À, đường như vậy là đường 10 quốc lộ 14. Không, nó chỗ khu vực nó là quốc lộ 14 mấy đó. À 14 mấy chứ không là 40 gì đó quên rồi. À, như vậy là Hiếu phán sai. Để tối vào mắp là biết. Tại vì Hiếu chưa có tìm hiểu là kết thúc ở đâu hết các bạn ạ. À là điểm số 1 số 0. Nhưng mà đâu. Hắn là đường Hồ Chí Minh. Dạ em này cứ tưởng là nối với quốc lộ 1A nhưng mà là phán đoán của Hiếu trên suốt đường đi là và quốc lộ 1A là sai các bạn nhá. Đây là km số 1. Ok các bạn. Đây các bạn thấy thú vị không? Hai xe người, những con người Tây Nguyên đã đến đây, rất là tối, trời tối om lòm om luôn. Hai xe luôn các bạn ạ. Đây là km số 0 của đường Trường Sơn Đông. Nắng có mưa to, mưa rào, mưa tất cả có, cái gì cũng có và đêm khuya cũng có các bạn thấy này. Thấy chưa? Đêm khuya cũng có nhá. Anh em Hiếu đã làm được các bạn. Ok, các bạn thấy video của Hiếu hồi hộp hay thì cho mình một like đăng ký các bạn nhá. Rồi, Hiếu đã làm được các bạn nhá. Hai con người 47 và 48. 47 Đắk Lắk, 48 Đắk Nông đã chinh phục được đường Trường Sơn Đông mặc dù là khá là tối, 7 giờ tối rồi. Thôi, tạm biệt. Tạm biệt km số 1 của Trường Sơn Đông. Bởi Hiếu về Thạch Mỹ để tìm nhà nghỉ và ăn tối thôi, đói lắm rồi. Rồi, đi thôi các bạn ơi. Thị trấn Thạch Mỹ nào. Con đường Trường Sơn Đông này sẽ nối vào con đường Hồ Chí Minh. Thì các bạn, tại vì Hiếu không có tìm hiểu trước, đi để bất ngờ, làm video bất ngờ cho các bạn xem. Công nhận cái đường Trường Sơn Đông này nó tối vắng vẻ kinh luôn, không có người luôn đó các bạn ạ. Wow, có một cái xe, các nhà hàng ở dưới. Wow, đây các bạn ạ. Chúng ta chỉ cách Đà Nẵng 60 cây nữa. Đây các bạn nhé, không biết là các bạn có xem được không. Mình quay cho các bạn xem nào. Chúng ta chỉ cách Đà Nẵng 60 cây, đi ngược lên và đi Khâm Đức 55 cây. Đường Hồ Chí Minh các bạn nhé. Đây là con đường Hồ Chí Minh. Đây là đường Hồ Chí Minh các bạn này. Nối ra đường Hồ Chí Minh luôn các bạn nhé. Khâm Đức Đà Nẵng. Nhưng mà là một hành trình khá là ghê gớm. Ra đến Đà Nẵng luôn rồi. Đáng nhìn. Đó. Đây là đi ngược lên là Đà Nẵng 60 cây. Đi về đây là Khâm Đức. Khâm Đức 55 cây. Ngang tương đương nhau đấy. Siêu thị. Wow, ra được quốc lộ rồi. Anh Trung Ba đâu? Anh Trung Ba đang lang thang ở đâu? Hiếu thì dễ lắm. Đây tìm anh Trung Ba xem nào. Đây mình đang rẽ về phía đi Đà Nẵng. Ở đây hình như là mình không nhớ, hình như là Nam Giang. Đúng rồi các bạn ạ. Đây là đường mòn Hồ Chí Minh. Mình đã đi, mình đã nghỉ ở đây rồi. Đây là thị trấn Nam Giang. Mình thuộc lâu lâu luôn. Ồ, thế là đã ra tới Nam Giang các bạn ạ. Thạch Mỹ Nam Giang. Như vậy là mình đã ra đến đây rồi các bạn ơi. Mình có vào nhà nghỉ này một lần. Nhà nghỉ đây mình cũng đã đi view đợt mình đi gọi là săn mây ở đèo Hải Vân. Chỗ này thì mình không có xa lạ gì. Chỗ này thì mình đã ở đây một lần. Có cái nhà gỗ đẹp lắm. Còn phòng không em nhỉ?
Ờ, có giường đôi không? Dạ. Giường đôi nó khác chứ. giường đôi là hai giường đấy. Wow. Hello anh em. Điều làm Hiếu bất ngờ đó là kết thúc của đường Trường Sơn Đông bên kia. Nó nối ra đường mòn Hồ Chí Minh nhá. Một bên là đi Khâm Đức các bạn. Khâm Đức của Quảng Nam ấy. Tức là sẽ đi đường này là đường mòn Hồ Chí Minh này. Chúng ta thấy thẳng là sẽ đi về mình ấy. Đấy, đi về ngoài mình. Qua đèo Lò Xo đó các bạn ạ. Đó, đây là sẽ đi qua đèo Lò Xo. Còn đi ngược lại là sẽ đi Đà Nẵng các bạn nhá. Thì chỗ này Hiếu đã đi rồi. Hiếu đang ở nhà nghỉ Mỹ Đức. Ngày trước Hiếu đã ở đây một lần rồi. Đợt đó mình đi săn mây trên đèo Hải Vân các bạn. Chỗ này thì không có khác lạ gì. Đây là Nam Giang các bạn nhá. Nam Giang, Quảng Nam. Hiếu chỉ cách Đà Nẵng 60 km là thôi. Chỉ cách Đà Nẵng 60 km. Đây là đường mòn Hồ Chí Minh đây các bạn ạ. Đường mòn Hồ Chí Minh. Hiếu đang ở nhà nghỉ Mỹ Đức này. 76 Quảng Ngãi. Wow. Đây là đường mòn Hồ Chí Minh các bạn nhá. Đường này là đi về Đà Nẵng. Đi ra Tuy Loan đấy. Đi ra ngã tư Tuy Loan để rẽ về phía ngoài Bắc. Đường này mình hết sức bất ngờ luôn các bạn ạ. Hết sức bất ngờ luôn. Đi ra Nam Giang. Kết thúc của đường Trường Sơn Đông đó là Nam Giang các bạn. Điều làm Hiếu hết sức bất ngờ. Wow, tối nay Hiếu ở nhà nghỉ Mỹ Đức. Nhà nghỉ Mỹ Đức lần nào mình vào mình cũng khen cái nhà gỗ đẹp. Những cột gỗ rất là đẹp luôn nhá. Ở đây là huyện Nam Giang. Huyện Nam Giang, thị trấn Nam Giang ấy, của Quảng Nam các bạn. Ngay dọc quốc lộ 1A mình ở nhà nghỉ Mỹ Đức. Các bạn đi qua đây mà tối rồi thì cứ vào đây. Giá cả rất là rẻ luôn. Hợp lý. Nhà sạch sẽ. Mình đã ở đây 2 lần rồi các bạn ạ. Đây, anh em ở phòng 001. Phòng đôi, giường đôi, phòng khá là rộng. Mình đợt trước mình ở trên phòng trên còn trần gỗ các bạn ạ. Điều hòa, có điều hòa bật lên cho nó mát mẻ nào. Chỉ có 250 một phòng này các bạn nhá. Hợp lý không? 250. Cái công tắc bật điều hòa đâu. Đấy. Nói chung là anh em đi phượt thì thế này là được rồi. Chỉ gần chỗ ăn, chỗ ở, có wifi, điện đóm, nhà tắm, nhà rửa sạch sẽ. Ôi ôi, nhà tắm thì quá là rộng luôn. Thế này là được rồi. Không cần đòi hỏi gì hơn. Đúng không anh Trung? Anh em mình phượt là như thế này thôi. Không cần đòi hỏi gì. Khách sạn 5 sao, 7 sao, 10 sao làm gì hết. Wow, ngủ thôi các bạn. À quên, tắm rửa đi ăn tối chứ là ngủ. Giờ nay mà ngủ. Ok anh em. Đã kết thúc Trường Sơn Đông rồi các bạn nha. Km số 1 nha. Sáng mai mình Hiếu sẽ đi quay cho các bạn km số 0 của đường Trường Sơn Đông các bạn nha. Ok. Giờ thì đi ngủ để quên đi tắm rửa để đi ăn thôi. Tắm rửa xong đúng 8 giờ. Về đến đây là gần 7 giờ nhỉ? Đúng 7 giờ luôn ha. 7 giờ luôn à? 7 giờ đúng luôn. À, về đến nhà nghỉ là 7 giờ đúng. À, đến km số 1. Anh em đi ăn tối mọi người. Có heo giả cày này, bia ướp lạnh này. Cho mọi anh em chỉ ăn cơm thôi, không có nhậu. Mai còn lên đường, rồi tối còn lại làm video cho mọi người xem nữa chứ. Đấy. Ở đây là thị trấn Nam Giang các bạn nhé. Thị trấn Nam Giang của Quảng Nam. Ở đây thì đồ ăn thì cũng có một số quán rồi. Đi lên trên kia là cũng hạn chế ít rồi. Mình cũng đã có video ở đây rồi. Phở bò, mì xào, mín măng Nam Định, gà bò chín là các kiểu đây. Cháo, cơm, đợt rồi mình cũng ăn ở đây đây. Mình cũng ăn cơm ở đây một lần rồi. Phải đi thôi. Em không ngờ nó lại ra đây thôi. Chứ nói đến Nam Giang là em lại biết rồi. Ở Nam Giang này anh Trung biết không, là hầu như những quán xá nào đều có nhà gỗ anh ạ. Hình như ở đây như gỗ nó nhiều.
đều Nam Giang, vùng núi mà. Ờ vùng núi đấy. Nam Giang. Bắc Trà My, Nam Trà My cũng là vùng núi, Nam Giang cũng là vùng núi này. Đấy bữa mình tới tối thì mai đi mùng đấy. Ừ, một tí. Mua em đi bộ thì em mang về sao được nhỉ? Gà vịt đê, gà vịt đê. Nam Giang. Nam Giang, Quảng Nam. Quảng Nam. Nam Giang, Quảng Nam. Ra tối mọi người ở đây thì cái thị trấn thôi, nó cũng sầm uất một đoạn này thôi. Có cháo gà, cháo vịt, gói gà, gói vịt. Để anh em ăn cơm cho nó chắc bụng. Tên nào? À. Cô lưu động đấy nhỉ? Vừa mới vượt 50 km đường Trường Sơn Đông buổi tối. Chỉ có hai anh em. Rồi lúc mà chỉ mụn nhau khoảng 2 phút là thấy xe người khác không còn nhìn thấy đường nữa. Tức là không phải là không nhìn thấy người trước đâu, là đi tít đi rồi. Nam Giang, Nam Giang đây là ngay quốc lộ Hồ Chí Minh các bạn nhé, đường Hồ Chí Minh đấy. Rồi đi qua đèo Lò Xo trong đây đây. Còn này thì rất quen thuộc với mình. Đường Trần Sơn Đông là đi km số 1 ở Nam Giang này các bạn ạ, nối qua đường Hồ Chí Minh này luôn. Giờ mới ăn tên. Hả? Đang ở Nam Giang. Canh này là canh gì đấy em? Lòng chỗ ấy mà. Rau muống à? Mai đi Tây Giang kia. Em thì nói từ rau muống thôi. Rau muống hả? Rau muống. Cũng Quảng Nam luôn. Sao em thiên vị vậy? Người nhiều người ít vậy? Cứ đi hồi nào hết tiền thôi. Hả? Có chồng chưa mà thiên vị vậy? Đâu, bữa ta đi 3 ngày cái nghe áp thấp nhiệt đới ta về. Ta về mua 3 ngày chúng ta đi lại. Quán mình bán đến mấy giờ chị? Bán tới sáng. Từ sáng mai luôn hả? Ừ. Ôi trời trời. Ở đây thì xe Bắc Nam ăn à chị? Thì lên đây cái đó. Ờ, chị với bé là thức đến sáng mai luôn. Hôm nay cho em thức cùng đi. Cho em thức cùng nhá. Không, em không lấy công đâu. Em đã lấy vợ đâu chị nhỉ? Lấy vợ thì em đã đeo nhẫn rồi nè. Tay có nhẫn gì đâu. Mời nhà em nhá, ăn cơm. Gà thập cẩm, gồm có nộm gà. Nhìn khá hấp dẫn. Rồi, ngày thứ hai của anh em Hiếu Vật Vờ. Đang ở Nam Giang mọi người nha. À, mời các bạn ăn tối. Gà đồi đấy. Xăng của em đang đầy ắp mà. Một buổi sáng tiếp theo. Cầu cỡ này thì mà tình thần. Đồ làm gì, từ từ đi ăn sáng đấy. Buổi sáng tiếp theo, ngày thứ 3 của chuyến hành trình thứ 2 của Hiếu. Hai anh em là đi ăn sáng xong rồi về với xuất phát, đồ đạc thì đã chuẩn bị em hết rồi. Mời các bạn ăn cháo lòng của Nam Giang nhé. Cháo lòng Nam Giang cùng hai anh em. Tôi cháo lòng là ăn ngay ở Ủy ban Nhân dân thị trấn Nam Giang, nằm trên quốc lộ đường mòn Hồ Chí Minh các bạn. Ở đây là bún cháo. Mời anh em. Cháo lòng thơm phức. Ngày thứ 3 của bay con mũi. Của chuyến hành trình lần thứ 2 của Hiếu. Độc giải Trường Sơn.